2020. Ca sĩ Thủy Tiên. Diện của Vũ Đàn Ô, kính thưa quý vị. Hồi nãy khi mà đến đây thì Tiên cũng hơi lo trước khi đi diễn á, tại vì cũng nói với bạn trợ lý là không biết về có hát nổi hay không, nên là hay là năn nỉ cho mình cancel show được không? Tại vì hôm qua vẫn còn bị ngơ ngơ như là trên trời rớt xuống, cho nên là hôm nay mà lỡ mà diễn không có show mọi người đừng có giận nha. Nhưng mà cô Tiên đã lấy lại được phong độ của mình và rất là cháy hết mình cùng với mọi người, đúng không nào?
Quá tuyệt vời, ai đồng ý thì vỗ tay thật lớn nào. Đó là tình cảm của tất cả các bạn sinh viên và thầy cô của trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh muốn dành cho Thủy Tiên. Dạ. Và tiết lộ với Tiên biết được rằng là chính các bạn sinh viên cũng như là rất nhiều thầy cô ở trường mình đã cùng chung tay đóng góp vào quỹ của Thủy Tiên để Tiên có thể thay mặt mọi người giúp đỡ rất là nhiều đồng bào của mình ở miền Trung. Một tràng pháo tay dành cho Thủy Tiên ạ. À.